Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Công chúa Samsung Lipochin, hình mẫu quyền lực nhưng đầy bi kịch, gây ám ảnh phim Hàn. Ở Hàn Quốc, ngoài những ngôi sao idol trong giới showbiz thì có một số nhân vật thuộc lĩnh vực khác cũng được chú ý và ngưỡng mộ không kém. Và chính họ dù không tham gia showbiz nhưng lại trở thành hình tượng điển hình, khơi nguồn cảm hứng để các nhà làm phim, âm nhạc khai thác trên đề. Một trong số đó chính là Lee Bo-chin, ai nữ của chủ tịch tập đoàn Samsung, Lee Kun-hee. Lee Bo-chin không phải là một ngôi sao thuộc ngành giải trí nhưng luôn được công chúng và báo chí Hàn Quốc chú ý. Đối với nhiều người, cô chính là hình tượng nhân vật chỉ đại quyền lực hay người phụ nữ xinh đẹp quyền lực bước ra từ trong phim. Rất nhiều phim Hàn đã lấy Lee Bo Jin làm hình mẫu để xây dựng nhân vật của mình như Sài Thủy Tinh, Thiên Tài Lang Băm, Quý Cô Ưu Tú, Câu Lạc Bộ Báo Thù, Boys Over Flower, Ông Hoàng Khách Sạn. Lee Bo Jin là con thứ hai của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun Hee. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa và lớn lên cùng sự phồn thịnh sau có của tập đoàn. Xung quanh Libotin không thiếu bất cứ thứ gì từ vật chất tới quyền lực. Vì Samsung là tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc, có mối quan hệ mật thiết với chính quyền, nên ngay từ nhỏ, Libotin đã được tiếp xúc với giới quý tộc, chính trị gia và tiếp thu mọi tình hòa từ họ. Cũng giống như những đứa con khác của Lee Kun Hee, tuy giàu có nhưng Lee Bo phải chịu sự quản lý hà khắc từ gia đình. Cô từng nói rằng từ nhỏ đã phải học tất cả mọi thứ từ cách đi lại nói năng, từ kiến thức quản lý, xã hội và nghệ thuật. Li Bocin chia sẻ rằng, mỗi đứa con sinh ra đều phải chịu trách nhiệm về thể diện và sự lớn mạnh của gia đình. Vì đây là một gia đình nổi tiếng nên luôn đứng trước sự soi mói của báo giới và dư luận, do đó không một ai được phép xà đà vào lối sống cá nhân. Chính vì thế, Li Bocin không chỉ học giỏi, am hiểu các kiến thức về quản lý, khoa học, nghệ thuật mà còn có phong thái vô cùng quý tộc, sang trọng, toát ra từ ánh mắt thần thái đến từng cử chỉ. Dù đời tư đang dính nhiều bê bối nhưng cô vẫn là điển hình cho giới quý tộc chuẩn mực của Hàn Quốc vốn thường thấy trên phim ảnh. Trong cuộc sống, Lee Bo Jin luôn phải phân đấu để không làm cha mình thất vọng. Suốt thời gian theo học ngành khoa học và nghệ thuật tại Đại học Tư thục John Say, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất tại Hàn Quốc, Lee Bo Jin luôn đạt thành tích xuất sắc. Ngay từ khi ra trường, vào năm 21 tuổi, Li Bo Jin đã về làm thực tập sinh tại Samsung Foundation thuộc Samsung CNT và luôn cố gắng chứng tỏ mình trước cha, cổ đông và hàng chục nghìn nhân viên của Samsung. Sau khi kết hôn, Li Bo Jin tiếp tục theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh Viện Công nghệ Massachusetts tại Boston. Cuộc đời cô chưa bao giờ ngừng học. Tới tận bây giờ, Libotin vẫn luôn tham gia các khóa đào tạo về quản lý và công nghệ mới. Tại Samsung, Libotin không hề được trải hoa hồng mà cũng phải đi lên từ một nhân viên bình thường. Sau 6 năm làm việc ở nhiều vị trí, cô trở thành nữ giám đốc đầu tiên của một công ty con thuộc Samsung. Sau đó, Libo nhanh chóng leo lên các vị trí điều hành tại Samsung, trở thành phó chủ tịch của Samsung Electromechanics. Sự thăng tiến của cô phần lớn nhờ vào nỗ lực bản thân để khiến các cổ đông chấp nhận mình. Tiếp đó, Bo-jin thành công liên tục trên thương trường, đưa chuỗi khách sạn Hotel Sheila đạt mốc doanh thu năm 3.000 tỷ won, cao nhất trong lịch sử của tập đoàn. Không những vậy, Bo-jin còn rất thành công trong việc đàm phán thương mại và làm ăn với các tập đoàn quốc tế khác. Chuỗi cửa hàng miễn thuế do cô điều hành hiện lớn thứ hai Hàn Quốc sau Lotte, Cô cũng là người thuyết phục Louis Vuitton mở cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại sân bay Incheon vào năm 2011. Hiện tại, Libotin còn thành công trong việc kinh doanh mỹ phẩm. Mặc dù anh trai của Lee Bojin là Lee Jae Yong mới là người thừa kế chủ tịch tập đoàn Samsung, nhưng vị trí của cô trên thương trường quốc tế lại nổi bật và được chú ý hơn hẳn. Tài chính Samsung, Lee Bo Jin cũng được lòng các cổ đồng hơn anh trai nhờ các làm việc quyết đoán, cứng rắn và đường hướng sống hệt cha mình. Trong khi đó, Lee Jae Jong lại đi theo lối quản lý Tây Hóa nên ít được lòng cổ đồng hơn. Lee Bo Jin còn được gọi là Tiểu Lee Kun Hee. Tính đến hiện tại, tài sản riêng của Lee Bo Jin đã lên tới hơn 2 tỷ đô và được Forbes xếp thứ 87 trong top 100 phụ nữ giàu nhất thế giới. Sau sự kiện Thái tử Samsung Lee Jae-yong bị bắt vào năm 2017 vì tội tham ô hối lộ, mọi sự chú ý bỗng đổ dồn về Lee Bo-jin vì chỉ có cô là đủ khả năng để kế nhiệm Samsung. Lee Bo-jin không bình luận hay lên tiếng về vụ việc này, nhưng việc cô cố gắng tham gia nhiều hơn vào thương trường và quản lý tập đoàn cho thấy cô đã sẵn sàng cho sự hoán chuyển ngôi vị nếu điều đó xảy ra là một người theo học và am hiểu về các ngành nghệ thuật nên Libotin dù bận rộn với công việc kinh doanh vẫn toát lên cốt cách đẩm chất nghệ thuật. Cô hiểu biết rộng về văn học, am hiểu nhạc lý và biết chơi piano cùng một số nhạc cụ khác. Bởi vậy, Libotin có gù thẩm mỹ rất cao, điều này được thể hiện rõ nhất qua phong cách ăn mặc của cô. Libotin sở hữu cơ thể khá khầy do áp lực công việc, nó vô tình tạo nên sự nhẹ nhàng, thanh thoát cho cổ ở tuổi tứ tuần không quá sôi thịt. Cũng chính vì thế, cô không bao giờ mặc đồ ôm, bó sát mà luôn chọn những trang phục dáng suôn để tạo nên sự mềm mại, trang trọng cho mình. Li theo phong cách tối giản, người ta ít khi thấy cô xuất hiện trong những bộ đầm màu mè, diêm rúa dù ở những sự kiện lớn. Thay vào đó, cô chọn cho mình mẫu vải trơn ít hòa tiết, kiểu cách. Cách chọn đồ này đầm chất quý tộc và thanh lịch. Libertin cũng ít khi mặc màu nổi, cô thường mặc các màu gam màu lạnh, tối hoặc trắng, trắng ngà. Cách chọn phụ kiện trang sức của Libertin rất tinh tế, thường là những trang sức nhỏ, mảnh, màu sáng. Ngoài ra, cô cũng chọn lối trang điểm nhẹ với các tôn màu nu. Kiểu tóc của Libertin suốt hơn chục năm nay gần như không hề thay đổi, đó là kiểu tóc cổ điển theo hình mẫu quý tộc Á Đông điển hình rất nhiều bộ phim Hàn khi xây dựng nhân vật kiểu phụ nữ quyền lực giàu có đều áp dụng kiểu tóc của Lipotin. vốn là một người phụ nữ giàu có và chăm chút cho ngoại hình nên thủ đồ của Lipotin cũng chứa đầy các thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Elisab, Salvatore Ferragamo. Tuy nhiên, cô còn tự tay thiết kế và đặt may riêng trang phục của mình sao cho phù hợp với ngoại hình cũng như công việc hàng ngày và được biết, công ty Cheo Industrial do Lee bo quản lý hiện nay cũng có một nhãn hàng thời trang riêng nổi tiếng có tên gọi là Lee và Lansmere. Đây là một trong những hàng mục được Lee bo yêu ái và trau chuốt nhiều nhất. Với ngoại hình xinh đẹp và khu thẩm mỹ cao cấp của mình, Lee bo từ lâu đã là một trong những biểu tượng thời trang tại Hàn Quốc. Phong cách ăn mặc của cô luôn được các bộ phim Hàn học tập để xây dựng nhân vật. Dù không chính thức lên tiếng, nhưng người dân Hàn ai cũng biết tầm ảnh hưởng của Lee Bo tới giới showbiz. Đó là lý do vì sao những sự kiện do Lee Bo tổ chức đều có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu. Quyền lực và giàu có là thế, nhưng Lee Bo lại có đời sống cá nhân không mấy hạnh phúc. Trong thời gian làm việc tại Samsung, cô phải lòng Im So Che, một nhân viên bình thường của Samsung. Imguje cho biết Bo-jin khá yếu đuối trong đời sống cá nhân và luôn muốn sửa sắm vào anh. Bởi vậy, khi cô đưa ra ý định kết hôn, dù không muốn nhưng anh vẫn phải chiều lòng. Li Kuni ban đầu ra sức cấm cản của hôn nhân này vì Imguje xuất thân khá bình thường, nhưng trước sự đấu tranh của con gái, ông đành đồng ý. Bản thân Bo-jin đã từng chịu mất mát quá lớn trước sự ra đi của em gái mình khi cô tử tử vì bị ngăn cấm tình yêu nhưng sau đó đời sống hôn nhân của Libotin không được hạnh phúc khi chồng cô phải đi du học và làm việc xa nhà trên miên để theo kịp gia đình vợ. Dù cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ly hôn. Đằng sau vụ ly hôn này là hàng loạt bê bối tiền tụng và đầu tố lẫn nhau giữa hai vợ chồng Libotin khiến cô bị trừ điểm trong mắt công chúng. Thời gian gần đây Libotin có bị cảnh sát điều tra vì sử dụng thuốc an thần. Theo đó, để chữa chứng bệnh mất ngủ kinh niên, cô đã đến bệnh viện thẩm mỹ để tiêm Propofol, một loại thuốc an thần bị cấm tự ý sử dụng. Vụ việc này được một nữ y tá tố giác. Nếu lời khai của nữ y tá đúng sự thật, trường phòng khám và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có thể đối mặt với cáo buộc hình sự. Trong khi đó, xuất hiện trước công chúng ngày 21 tháng 3 năm 2019, trong cuộc họp của các cổ đông Hotel Sheila tại Seoul, libujin không phản ứng trước các câu hỏi của phóng viên về vấn đề này sau đó cô ra thông cáo báo chí phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng chất an thần bất hợp pháp tuy nhiên công chúa samsung thừa nhận có đến phòng khám kể trên để trị liệu